Hello, em xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì bên nhà vườn em giới thiệu với các bác cây me bonsai bên em ạ. Đấy, các bác xem rất là đẹp. Về các bác trồng làm chậu mini bonsai thì cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đấy, cây bên em thì đã trồng ổn định trong chậu rồi ạ. Các bác nhìn uốn thế thì rất là đẹp, uốn lượn các bác nhé. Đây, em quay chi tiết cho các bác tham khảo ạ. Đấy. Cây thì xanh mơn mởn đấy. Các bác có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình ạ. Địa chỉ cơ sở của em là ở Gia Lâm, Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc các tỉnh cho các bác ạ. Đấy. Em mời các bác tham khảo ạ. Rồi. Rồi các bác có nhu cầu mua cây thì alo cho em nhé. Để em báo giá chi tiết ạ. Rồi em xin chân thành cảm ơn ạ.